Chào các bạn, thì clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu hoa 5 cánh dùng để trang trí cho sản phẩm như thế này. Ở nhụy hoa thì mình có gắn một hạt cườm để trang trí cho nhụy hoa thêm xinh xắn. Dụng cụ mình gồm len miêu cô tông. Kim móc mình sử dụng kim móc 4.0mm, hoặc các bạn cũng có thể sử dụng nhiều loại kim khác nhau nha, tùy vào cái cánh hoa của mình muốn to hay nhỏ. Ngoài ra còn có kéo cắt len và một hạt cườm dùng để trang trí cho phần nhụy hoa. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc phần thân trước. Đầu tiên tạo một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây móc lên 2 mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn vừa tạo một mũi kép đơn. Tính luôn 2 mũi móc xích gây nên đầu tiên là một mũi móc, thì ở đây mình đã gây nên được 2 mũi móc nè. Từ đây tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Sau đó móc vào vòng tròn ta tạo này nè, các bạn móc tiếp vào đây cho mình 2 mũi kép đơn nữa. 1 2 Khi được 2 mũi kép đơn liên tiếp, ta tạo được một vòng tròn để tạo cánh hoa nè. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Và cũng móc vào vòng tròn đầu tiên này 2 mũi kép đơn liên tiếp. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Ta tạo được một khoảng trống thứ hai để tạo cánh hoa thứ hai. Tương tự lên 2 mũi móc xích. 1 2 Tiếp tục móc vào đó 2 mũi kép đơn nữa. 1 Kép đơn thứ hai. Ta tạo thêm được một khoảng trống thứ ba. Lên 2 mũi móc xích, tiếp tục móc vào đó 2 mũi kép đơn nữa. Thì ta vừa tạo được 4 khoảng trống để tạo 4 cánh hoa. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích. Sau đó móc vào chân móc của cái mũi kép đơn đầu tiên này nè, các bạn sẽ tiến hành móc vào đây cho mình một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích. Ta nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào để vòng tròn nhỏ lại. Thì phần nhụy hoa mình đã tạo ra được 5 khoảng trống nè. 5 khoảng trống này mình để móc 5 cánh hoa nha. Bây giờ ta sẽ tiếp tục lên cánh hoa. Móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi móc đơn. Móc vào đây một mũi móc đơn. Khi đã móc được một mũi móc đơn thì các bạn tiến hành móc cho mình vào cái khoảng trống đầu tiên này nè. Ta sẽ tiến hành móc vào đây cho mình 6 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Và kép đơn thứ sáu. Sau khi móc được 6 mũi kép đơn liên tiếp với nhau để tạo một cánh hoa, thì để kết thúc cánh hoa này các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc nằm chính giữa của hai chân móc này nè. Hai chân móc liền nhau này móc vào chân chính giữa một mũi móc đơn. Thì ta hoàn tất được cánh hoa thứ nhất. Để tiếp tục lên cánh hoa thứ hai, các bạn cũng móc cho mình vào cái khoảng trống kế bên này. Móc vào đây cho mình 6 mũi kép đơn tương tự như cái cánh hoa thứ nhất. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Và kép đơn thứ sáu. Tương tự như cánh hoa thứ nhất, để kết thúc cái cánh hoa thứ hai này, cũng móc vào chân móc nằm chính giữa của hai mũi móc liền nhau này nè. Đây, chân nằm chính giữa này cũng móc vào đây một mũi móc đơn. Thì ta hoàn tất được cánh hoa thứ hai. Tương tự cho cánh hoa thứ ba, cũng móc cho mình vào khoảng trống thứ ba này 6 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. 2 3 4 5 và 6. Sau đó móc vào chân móc nằm chính giữa của hai cái mũi móc này, móc vào đây một mũi móc đơn để kết thúc cánh hoa thứ ba. Đây, ở đây ta được ba cánh hoa đều nhau như thế này. Thì cánh hoa thứ tư cũng làm tương tự, móc vào 6 mũi kép đơn liên tiếp với nhau.
Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Và kép đơn thứ sáu. Tiếp tục móc vào chân móc nằm chính giữa của hai cái mũi móc sát nhau này nè, móc vào đây một mũi móc đơn. Thì ta hoàn tất được cánh hoa thứ tư. Và để tạo cánh hoa cuối cùng cũng làm tương tự cho mình, móc vào cái khoảng trống cuối cùng này 6 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm. Và kép đơn thứ sáu. Khi móc được 6 mũi kép đơn vào cái khoảng trống cuối cùng này thì ở cái cánh hoa cuối cùng sẽ khác với những cánh hoa còn lại. Các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân móc mũi đơn của cánh đầu tiên này nè. Móc vào cái chân móc mũi đơn này một mũi dời. Móc lên một mũi móc xích, kéo vào các len. Tiến hành giấu cho mình sợi len thừa ra phía sau mũi móc. Sau khi giấu len thừa vào trong mũi móc, các bạn sẽ dùng keo nến hoặc kim khâu khâu cho mình một hạt cườm vào chính giữa của nhụy hoa. Thì cái mẫu hoa này mình sử dụng kim nhỏ để móc nên cánh hoa nó sẽ nhỏ nè. Mẫu hoa này thì sử dụng kim to để cho cái hoa mình nó được to hơn. Như vậy là mình vừa hướng dẫn xong cho các bạn cách móc một mẫu hoa 5 cánh dùng để trang trí cho sản phẩm như thế này. Chúc các bạn thành công!